Ơi, hello anh em, rất vui được gặp lại anh em trong cái video ngày hôm nay. Thì cái video ngày hôm nay Linh muốn chia sẻ với anh em đó là yếu tố để anh em có một cái thu nhập khủng từ Grab ha anh em. Anh em nghe từ khủng nghe rất là kinh hoàng phải không? Thật sự là Linh nói từ khủng này có nghĩa là sẽ là cái thu nhập anh em cao ha và ổn định. Anh em dựa trên những cái yếu tố, và ngày hôm nay Linh sẽ đưa 10 cái yếu tố ra để anh em nắm được, và anh em dựa vào 10 yếu tố này anh em kết hợp và xem lại coi cái 10 yếu tố này anh em còn thiếu sót nào thì mình cố gắng chỉnh chu lên, cải thiện lên và đầu tư lên. Thì anh em có 10 yếu tố này thì Linh chắc chắn anh em sẽ có được cái nguồn thu nhập chạy Grab shipper ổn định và khá là cao nghe anh em. Thì để vô 10 cái yếu tố đầu tiên luôn, Linh sẽ chia sẻ cho anh em cái yếu tố đầu tiên đó là về xe ha anh em. Xe thì Linh cũng nói với anh em, nói chung là cái kinh tế khó khăn anh em mới đi chạy Grab đúng không? Nhưng mà thật sự không phải là khó khăn mới đi chạy Grab đâu anh em. Kể cả Linh đây hỗ trợ những anh em tài xế, anh em tài xế mới, có những anh em là con đi du học luôn anh em, nhà là mười mấy căn phòng trọ ở Sài Gòn luôn anh em. Thì đây là thực tế Linh chia sẻ, không xạo láo anh em làm gì đâu, nhưng mà đây là Linh chia sẻ với anh em. Nếu anh đó có coi video này thì comment với video này cho Linh được biết ha. Thì mới đây thôi, nói chung là Linh đã gặp khá là nhiều anh em không vậy anh em khổ mới bước chân vô chạy Grab đâu ha. Có người này người kia thì Linh chỉ khuyên những anh em nào, nếu mà anh em nào đang trong cái hoàn cảnh khó khăn, không có một cái chiếc xe thật là chỉnh chu ha, chiếc xe mình gọi là nó đời nó hơi thấp, nó hơi rồ rề, thì anh em chạy một thời gian đầu tư lên chiếc xe mình cho nó ok. Tại vì chạy Grab anh em biết di chuyển là chiếc xe quan trọng nhất. Để cái đoạn đường anh em vận chuyển hoặc là anh em di chuyển chở khách trơn tru thì chiếc xe mình nó phải là ok, trơn tru ha anh em. Linh thì không có màu mè trong cái lời nói hoặc là điệu nghệ trong lời nói, thì cho nên những lời nói của Linh á có gì không được chỉnh chu mấy thì mong anh em thông cảm giùm ha. Thì chiếc xe anh em thì nếu mà anh em chạy shipper một thời gian thì anh em có thể mua trả góp nè. Bây giờ nhiều ngân hàng trả góp lãi suất 0%, thì Linh nghĩ là anh em đầu tư về công việc á, mua trả góp không có gì là sai hết ha. Cái đó anh em mỗi tháng, ví dụ như cửa hàng hỗ trợ cho anh em trả mỗi tháng 1 triệu mấy, 1 tháng 2 triệu gì đó, thì Linh nghĩ anh em chạy Grab thì với cái số tiền mà anh em góp mua xe là quá bình thường. Đối 2 triệu một tháng là quá chuyện nhỏ ha. Với cái thu nhập anh em chạy về Grab, đây là những anh em đã chạy Grab mới và cũ đã chia sẻ với nhau thì cái thu nhập như thế nào Linh mới nói khuyên anh em ha. Nếu có tiền anh em chạy thời gian tích bỏ ống heo rồi đó, anh em mua một chiếc xe trả góp cho nó chỉnh chu ha. Thì những cái xe dòng đời cao tí xíu thì nó ít hư hỏng, thì anh em chạy nó trơn tru hơn trong những cái ngày làm việc anh em chạy Grab ha. Rồi, và bây giờ là mình nói những yếu tố xe sơ lược ha. Rồi bây giờ cái yếu tố thứ hai đó là điện thoại. Điện thoại thì không lẽ cái điện thoại cua bắp mình chạy được ha anh em. Thì nói chung Linh nói đây nói giỡn nói vui thôi, chứ thật sự là điện thoại thì anh em cần có một cái điện thoại nào nó cái hệ điều hành nó hơi cao cao tí xíu nha. Thì anh em những cái video trước Linh đã cũng chia sẻ anh em rồi, nên chọn những cái dòng điện thoại nào thì Linh đã cũng chia sẻ rồi. Thì nên lời khuyên Linh thì anh em chạy một thời gian anh em cũng nên đầu tư cái điện thoại cho nó, cái gam của nó đó. Anh em nào mà không am hiểu về cái những cái thông số của điện thoại á, hoặc là những cái phần mềm bên trong á, thì anh em có thể ra cửa hàng nhờ mấy bạn nhân viên tư vấn, hoặc là chủ cửa hàng điện thoại gì đó ta tư vấn, nói là
anh cần một cái điện thoại mà chạy mạng hơi mượt mượt tí xíu, RAM tầm 4 GB, 6 GB trở lên đó, thì anh cần phải chạy gáp gì đó, thì mấy bạn nhân viên họ sẽ tư vấn cho anh em mua tầm trung thôi anh em, đừng mua cái đời mắc quá, tại vì mình sử dụng tối ưu mà nó thích hợp, chứ đừng có nhiều anh em cứ nghĩ là Linh cũng thấy nhiều anh em cũng hoàn cảnh có không biết là xảy ra như thế nào, hoàn cảnh khó khăn như thế nào, nhưng có nhiều anh em cũng chạy cái điện thoại mấy năm luôn cũng y như cái điện thoại đó. Thật sự đây Linh nói anh em nha, không biết anh em rơi vào hoàn cảnh khó khăn nào, nhưng nói về chạy Grab thì anh em bỏ heo một ngày 50.000 thôi, thì một tháng anh em có là 1,5 triệu rồi, thì 3 tháng là anh em mua được một cái chuyện điện thoại là gọi là ok trung bình rồi, à là 4,5 triệu là anh em mua tẹt ra luôn. Còn nếu mà anh em muốn mua sớm thì anh em một tháng anh em có thể là mua mua được cái điện thoại luôn. Và ngoài ra anh em á, chạy Grab ở trong cái, nếu mà anh em hoạt động tốt 3 tháng hoặc 6 tháng gì đó, anh em mà cái thu nhập anh em chạy ổn ở trong app á, là bên Grab sẽ liên kết ngân hàng Vietinbank là mời anh em lên dây dây vốn luôn với lãi suất ngân hàng luôn, hoặc là mua điện thoại đủ thứ luôn, iPhone 13 luôn cũng được nữa. Nhưng mà đừng có dứt iPhone 13 nha, đó là tiêu sản chứ không phải là đầu tư nha anh em. Đầu tư là anh em chạy đầu tư vào những công việc cho mình, cho chạy nó ra thu nhập, chứ không có được giống như là cái đó là tùy anh em thôi, nên không nói. À, về vấn đề đó là quyền riêng tư ha. Rồi bây giờ mình qua luôn cái bước thứ ba, đó là yếu tố thứ ba đó là mạng ha. Mạng đây là sim 3G 4G, thì Linh ở đây thì bây giờ tất cả ai cũng xài 4G hết, không ai xài 3G nữa hết. Thì tất cả anh em chọn những cái mạng mạng đây là gói cước anh em, gói cước hàng tháng anh em. Thì cái này Linh cũng nói luôn, có anh em xài 90k, có anh em xài là gói 120k, có anh em xài gói 200 200 220. Thì nói chung anh em xài mà anh em biết cách tối ưu tận dụng, đừng có lãng phí vào cái dung lượng, chứ thật sự cái dung lượng mê mỗi ngày hình như là Linh nghĩ là 2 GB mỗi ngày, như là 90k là một tháng là 2 GB một ngày, thì mình xài nói chung là anh em xài xem video lướt TikTok YouTube nhiều thì anh em bị tốn dung lượng nhiều, chứ không có phải là app của Grab chạy mà anh em một ngày tốn có mấy trăm mê thôi anh em, nó không mấy trăm mê thôi, không ăn thua gì đâu. Nhưng do anh em xài đi ra ngoài đường anh em giải trí nhiều quá, hài hước nhiều quá, rồi xem phim nhiều quá, chơi trò chơi nhiều quá, lướt TikTok nhiều quá, thì cái dung lượng của 4G anh em không bao giờ đủ. Khi mà nó hết dung lượng tốc độ cao thì nó sẽ giật lắc ha, hoặc là trong những cái lúc anh em hoạt động á, anh em chèn những anh em xem này xem kia rồi chơi trò chơi này kia thì mạng nó giật lắc, thì nó sẽ ảnh hưởng với cái app anh em ha. Nói chung mình giải trí thì mình cũng phải coi chừng cái app mình tí xíu, đây là lời khuyên của Linh. Nói chung là anh em nếu mà chạy Grab thì anh em chọn những cái gói nào mà nhờ mấy bạn tư vấn, mỗi nhà mạng nó khác nhau, thì anh em điện cho bạn mấy bạn nhân viên nhà mạng đó, mấy anh em hỏi luôn, hỏi là anh đang chạy Grab anh cần cái gói dịch vụ mà sử dụng dung lượng 2 GB 4 GB gì đó, rồi anh muốn là xài xài điện thoại mà gọi cho ngoại mạng nội mạng đó, có cái ưu đãi mà ngoại mạng nội mạng đó, số phút đó, nhiều nhiều một tí đó, thì mấy bạn nó tư vấn hợp lý thì mình thấy hợp lý thì mình đăng ký gói đó ha. Mỗi nhà mạng nó khác nhau cái gói cước ha anh em, thì Linh nói chung để cho anh em tưởng tượng ra, để anh em mường tượng ra anh em, để anh em biết cách để anh em chọn. Thì lưu ý là tại vì anh em mình chạy Grab á, thường là mình xài xài á, ngoại mạng điện cho khách nè, thì trong app vẫn có là cho anh em điện miễn phí, nhiều lúc anh em thích gọi ngoài hơn, nhiều khi app thì nó bị lỗi hay gì đó thì anh em gọi khách ra không gõ thì anh em dùng số điện thoại gọi thì nó nhanh hơn, thì nên tốt nhất là anh em chọn cái gói cước nào á, ngoại mạng hoặc là nội mạng á, nó được ưu đãi cao cao lên thì mình sử dụng cái gói đó là nó hợp lý anh em. Linh chỉ nói khuyên anh em để anh em mường tượng được anh em để đăng ký thôi, chứ chắc là mỗi nhu cầu anh em
sử dụng thì đều có cái gói khác nhau ha. À, rồi mình qua cái bước tiếp theo, yếu tố thứ tư đó là yếu tố giao tiếp. Thì cái video này luôn Linh cũng xin được chia sẻ với anh em, thì cái video này Linh cũng khá là tâm huyết, mong muốn anh em để có cái thu nhập cao thì muốn chia sẻ và muốn đưa lời khuyên kỹ lưỡng cho anh em, cho nên là cái video này nó hơi khá dài, thì mong anh em xem. Nếu mà Linh có nói chậm quá thì anh em có thể là bấm trên góc màn hình á, cái video trên YouTube á, anh em có thấy bấm hình găng cưa á, anh em xem dưới laptop hay lát thì anh em thấy cái bấm hình găng cưa, thì có cái chế độ của bên YouTube á, cho anh em là chỉnh chế độ tốc độ nhanh ha. Anh em muốn nghe tốc độ nào phù hợp anh em cứ nghe ha, 1,5 hay 1 gì đó tăng lên, hay là 2 gì đó đó, cho cái video Linh nói nhanh hơn xíu, tại vì Linh nói đây muốn chia sẻ cái cảm xúc và chậm rãi để không sót, để không bỏ sót được những cái chi tiết, sợ anh em xem video mà không hiểu kịp và chậm bị bỏ bước thì sợ anh em áp dụng sai ha. Có gì thì mong anh em, Linh nói chậm anh em thông cảm ha. Thì mình rồi mình quay lại đó là phần giao tiếp ha, yếu tố thứ tư. Thì phần giao tiếp thì anh em mình nói chuyện tập giao tiếp với khách đi anh em, cởi mở đi, hòa đồng, kiểu mình không, đừng có nhút nhát gì, tất cả ai cũng bình thường giống như ai ha. Con người đều con người bình đẳng với nhau, thì anh em có thể giao tiếp với những khách nào họ muốn trò chuyện, hay là mình có cởi mở mình bắt chuyện trước. Nếu mà cảm thấy khách không thích nói chuyện thì anh em cứ giữ im lặng, còn nếu mà khách cứ bắt chuyện nói chuyện với mình thì mình cứ giao tiếp. Như vậy á, thứ nhất là nó làm cho cái chuyến xe của mình đi nó bị, nó sẽ ngắn lại. Ngắn lại ở đây có nghĩa là gì? Anh em có không có trông mong, anh em không có, anh em trò chuyện gì á, lắc qua lắc lại cái nói qua nói lại, cái anh em cảm nhận đi. Nếu mà anh em dân trong nghề anh em cảm nhận đi, thì nó mau tới cái đoạn đường đó ha. Còn anh em mà cứ im lặng chạy hoài nó sẽ buồn ngủ lắm anh em ha. Thì nên tốt nhất nhiều khi mình giao lưu, mình học hỏi được cái những gì của khách hàng, họ sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm gì sao ha, thì anh em cứ giao lưu họ. Nói chung là cái gì hay thì mình lắng nghe, cái gì không hay thì mình bỏ qua ha. Thì nói chung vừa giao tiếp cởi mở như vậy, có nhiều khi giúp anh em sẽ nhận được cái tiền tiếp anh em, tiền bo, thì mình vui vẻ, mình nói chuyện tử tế, mình nói chuyện đàng hoàng, khách hàng họ sẽ vô mến, họ sẽ bo cho anh em, tiếp cho anh em, thì đó cũng là một cái nguồn thu nhập ha anh em. Rồi mình qua cái yếu tố thứ năm, đó là yếu tố đồng phục. Thì đồng phục ở đây Linh muốn khuyên anh em đó là cái đồng phục thì cái đồng phục á, thì Linh muốn khuyên anh em, thì anh em nếu mà đồng phục anh em cũ quá thì anh em nên đổi những cái đồng phục mới đi anh em. Mới thì mình đổi đồng phục thì mình lên văn phòng mình đăng ký mình mua thêm thôi ha. Hoặc là anh em có thể là anh em thay đổi thường xuyên để cái mùi của cơ thể ấy mình dính vô cái áo á, nó sẽ nó làm ảnh hưởng cái mùi lắm. Tại vì anh em chạy mà anh em ngồi ở phía trước á, gió ở trước á, nó gió ở trước nó sẽ tạt xuống, thì khách hàng tùy khách hàng, có khách hàng thì họ đeo khẩu trang, thì có khách hàng đeo khẩu trang không kính, có khách hàng là mình đeo chân kính, có những khách hàng mà đeo khẩu trang không kính á, nếu mà anh em có bị cái mùi gió nó, cái mùi mồ hôi ra thì nó cực kỳ khó chịu anh em. Tại vì Linh cũng là người đã từng là mình là đóng vai khách hàng rồi, mình đi có những anh em tài xế cùng với mình luôn, thì họ chạy ra nghe cái mùi khá là kinh anh em. Thì anh em này cảm nhận đi, anh em chạy trên đường thì anh em thấy đồng nghiệp với nhau, anh em sẽ thấy những anh em nào thì chắc chắn mình nhìn xa là biết sẽ có mùi luôn ấy, chứ đừng có nói là ấy. Nhưng mà mình không thì mình không phán xét ai, mình cũng không đánh giá ai, nhưng lời khuyên Linh là nên tốt nhất anh em chăm sóc cái đồng phục cho mình nó chỉnh chu tí xíu, cho sạch sẽ tí xíu, thay đổi thường xuyên cho khách người ta có cái cảm tình ha. Nếu mà anh em, nếu mà đóng vai trò anh em đi, anh em đi mà lỡ chuyến xe không đeo khẩu trang, anh em lên chiếc xe đó mà anh đó anh mặc cái áo từ có mùi đi, không giặt 3-4 ngày trời không từng lấy
hay là gì đó, hoặc là cái mùi cơ thể nó hôi đi, khi mà bốc lên á nè thì cái người anh em là người khách hàng anh em người đi là hứng hết, ví dụ đi cuốc xe đó mười mấy hai chục cây số là thua luôn ha anh em đó. Rồi đó là cái đồng phục anh em nên chịu khó thường xuyên giặt và chỉnh chu đổi tới, hoặc là đồng phục mình cũ quá thì mình đi nên đổi đi anh em, đầu tư lên anh em, cái đó trang phục mặc cho mình mà ra có phong độ này kia nhìn nó tiền mới ghê vô ha. Rồi cái tiếp tục nữa đó là cái yếu tố thứ sáu, đó là dụng cụ. Dụng cụ ở đây thì Linh cũng đã chia sẻ mấy video trước rồi, thì anh em có đầu tư xíu mua kẹp điện thoại, dù nón, dù hay dây gàng hay búp lông gì đó anh em mua đầy đủ vô ha. Những cái video trước á Linh anh em cứ tua lại anh em xem những cái video trước của Linh chia sẻ trên kênh Linh đầy đủ hết ha. Rồi yếu tố thứ bảy đó là chịu khó di chuyển và học hỏi. Thì chịu khó di chuyển ở đây là có nghĩa là gì, thì những cái vi những mà nơi nào nó vắng quá anh em đợi mà tầm 15 20 phút mà cảm thấy không ổn không nổ đơn thì anh em nên di chuyển một cái chỗ khác và tránh tụ tập lại tán gẫu ha. Nếu mà anh em đã tụ tập lại tán gẫu thì anh em có ế hoặc là có không đơn thì anh em cũng đừng có than vãn chi, tại vì mình hái nói chuyện mà vừa họ vừa chơi vừa làm mà sao mà có được ha anh em đó. Người học hỏi ở đây có nghĩa là anh em có thể xem những cái video mà những anh em chia sẻ trên YouTube nè, không phải là riêng kênh của Linh đâu, có nhiều cái kênh anh em cũng chia sẻ khá là hay, hoặc là mình coi những cái video hữu ích trên TikTok hay gì đó về gáp á, thì mình tích tụ lại mình học hỏi những cái người nào mà nói cảm thấy hữu ích thì anh em chắt lọc lại rồi anh em áp dụng cái kinh nghiệm của mình thì anh em sẽ tự tin thôi, về cái kinh nghiệm thôi, nó sẽ học hỏi để tạo ra cái kinh nghiệm, chứ không phải là anh em nhiều khi anh em giải trí. Linh sẽ có nhiều anh em giải trí cả tiếng tiếng ấy lướt TikTok hay coi bộ phim gì đó một tiếng tiếng mấy, chứ không thèm coi những cái video mà hữu ích về cái nghề của mình. À, nói chung là có người này chia sẻ này có người chia sẻ kia thì mình chắt lọc lại anh em. À, không phải là riêng Linh là chia sẻ hay hoặc là chia sẻ đâu, Linh không có kêu anh em kêu gọi anh em coi cái kênh của Linh đâu, mà phải coi những cái nhiều kênh để chắt lọc những video nào nói chuyện và chia sẻ hợp lý thì anh em chích chắt lọc lại để anh em áp dụng cái thực tế của anh em chạy luôn ha. Đó là cái chịu khó di chuyển nha, và học hỏi và hạn chế di chuyển mà cứ đừng có di chuyển liên tục 5 phút cái thấy không ổn, cái 5 phút di chuyển nữa thứ nhất là nó hao sức và nó hao xăng nữa nghe anh em, thì nên tốt nhất lâu lâu 15 20 phút thì anh em thấy không ổn thì anh em di chuyển thôi. À, rồi cái thứ yếu tố thứ 8 đó là kết hợp giải trí để công việc không nhàm chán ha. Thì cái này thì Linh nói anh em hồi nãy là khuyên anh em đó, không giải trí nhiều. À, chứ không phải là không kêu anh em giải trí à, có nghĩa là không anh em đừng có giải trí lâu quá sâu quá à, có nhiều khi anh em lướt TikTok một vài tiếng đồng hồ luôn á thì mình có thể là mình giải trí nửa tiếng tiếng thôi nửa tiếng thôi 30 phút gì đó à, tí xíu về nhà mình giải trí nữa, hoặc là anh em trên cái đường anh em đi á ha, anh em đi anh em nghe nghe một cái một tay thôi, một tay để mình nghe tiếng giao thông ha, thì mình nghe một tay mình nghe thứ nhất là khách hàng không nói chuyện mình, thứ nhất là mình buồn rồi ha, thứ nhất là chạy giữa trưa nắng nó buồn nó chán nữa ha. Công việc mà anh em thì có đôi lúc thì nó buồn chán thì anh em phải tự tạo cho mình có nguồn năng lượng để mình đỡ nếu sự buồn chán đó, thì anh em làm gì nghe nhạc nè, nghe bài nhạc nè, nghe một cái sách nói hoặc là nghe cái chủ đề gì ở trên YouTube hoặc là MP3 gì đó mà anh em cảm thấy mà yêu thích đó, thì anh em kết hợp vô đó, mình nghe một tay thôi ha, đó mình nghe rồi mình chạy chuyến xe tuyến dài đường dài đó, thì anh em sẽ cảm thấy không có nhàm chán đâu đó. Linh Linh thì thích nghe sách nói thì Linh áp dụng nghe sách nói thôi, có khi một ngày Linh nghe ví dụ như bữa nào mà Linh vui vui Linh hướng Linh nghe một cái bài nhạc rồi nghe từ sáng tới chiều à, nếu mà khách không nói chuyện thì mình tập trung mình nghe và tập trung mình chạy xe thôi cho nó đỡ, công việc mình đỡ chán anh em à, thì cái này thì mình tự tạo thôi chứ mình để cứ hăng hăng chạy hoài thì nó chán lắm, Linh cũng hiểu mà. Rồi cái yếu tố thứ chín đó là
học cái định vị Google Maps thì cái này thì anh em cần phải, ngày xưa Linh cũng học đó anh em, thật sự mình không biết thì mình học thôi, mình không biết thì mình hỏi, hỏi trên YouTube chứ hỏi đâu, hoặc là Google thì mình hỏi, cái gì mình không biết thì mình lên mạng mình hỏi thôi, không ai nói mình dốt đâu anh em. Cái này thật sự luôn, ai cười Linh nữa không, anh cười tôi đi, cười tôi ngày hôm nay ngày mai tôi cười anh, tại vì ngày nay hôm nay anh cười tôi là bởi vì tôi không biết, tôi học rồi ngày mai tôi lại sẽ biết, tôi sẽ hơn anh ha, tôi ngày nào tôi cũng phải học, tôi phải hơn anh ha. Thì nên tốt nhất là ví dụ như anh em không biết cái môn gì á, ví dụ mình chạy Grab mình liên quan với Google Maps thì làm sao để chạy Google Maps chuẩn, hay là chạy có mẹo gì chạy Google Maps hay, thì anh em search trên YouTube á, anh em coi những cái video anh em chia sẻ đó, cách chạy mà Google Maps như thế nào, thì anh em áp dụng vô học theo những cái video đó thì nó sẽ có kinh nghiệm về anh em chạy cái định vị Google Maps thôi. Có nhiều anh em chạy lòng vòng hoài, ngày này qua ngày nọ, đúng là nghề dạy nghề, nhưng mà anh em nếu mà học ngày đó anh em tu dưỡng học thêm thì rèn luyện, thì có nghĩa là nghề nó sẽ dạy nghề, nhưng mà càng ngày anh em sẽ càng cao tay hơn à. Đó, ngày xưa cô Linh cũng học cái cách Google Map á, cách định vị Google Map như thế nào, cách chỉ đường Google Map như thế nào, mẹo đi Google Map như thế nào ha. Rồi cái yếu tố cuối cùng đó là yếu tố thứ 10 à, kết hợp thêm công việc, thì cái nguồn thu nhập mà để anh em tăng lên á, thì anh em sẽ tìm một cái công việc nào mà những lúc mà anh em nhàn rỗi nè, đệ đơn nè, thì anh em có thể là trong vòng 50 phút gì đó, có một ngày một đơn mà có khi anh em đợi 50 phút thì một ngày anh em đợi chơi giết chết thời gian khoảng cả tiếng, thì tiếng đồng hồ đó anh em giải trí 15 20 phút, 30 phút vậy thôi, còn 30 phút thì anh em có thể nghiên cứu tìm tòi trên mạng, hay bán hàng online, hay mua đồ cũ bán lại, anh em tìm những cái phòng trọ xe lại, hay đi dọc đường gì đó anh em chụp lại, thấy người ta để bằng hiệu cho thuê phòng trọ anh em chụp lại, mỗi anh em phải khai thác những cái sở trường của anh em à, sở trường anh em là gì, anh em khai thác giỏi về cái gì thì anh em khai thác để anh em tạo cái nguồn thu nhập những cái lúc anh em nhàn rỗi khi đợi đơn ha. Thì này Linh đã cũng đã chia sẻ anh em rồi, có video trước thì Linh cũng đã chia sẻ chuyên môn về tăng thu nhập khi chạy Grab thì Linh ấy cũng chia sẻ rồi à, thì cái này mỗi anh em mỗi có cái kỹ năng khác nhau, thì anh em nhớ khai thác hết cái khả năng của mình để em tăng thu nhập, chứ đừng có nhiều khi anh em thấy ra đường anh em cứ tập trung quá sâu vào cái giải trí, giải trí nó cũng tiêu hao năng lượng đó anh em, có khi anh em ngồi coi 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ anh em ngỡ ra thì chẳng được cái gì hết đó, xong cái là năng lượng nó cũng tụt luôn, bắt đầu nổ cốt khó khó xíu cái bắt đầu anh em bỏ, anh em không muốn chạy hay là anh em tiêu cực à, cái này thì không nên, thì cái lời khuyên của Linh chia sẻ với anh em như vậy thôi ha. Mong là cái video này sẽ giúp ích anh em để tăng thu nhập khi chạy Grab. Nếu mà anh em cảm thấy video này hữu ích thì anh em nhớ đừng quên like và chia sẻ cho video của Linh được mọi người biết đến. Thì anh em chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh để nhận những cái video hữu ích của Linh ha. Rồi video hôm nay cũng khá là dài, Linh cũng xin chào tạm biệt anh em, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo nha anh em.